ಮರದ ಪಾನ್ Chỉ sao cầm tiền mua cái iPhone để chơi game. Mua làm gì mà cứ tự nhiên mua cái iPhone để dành chơi game. Sao cầm tiền. Tại, tại lại không chơi game. Thôi. Chưa kìa. Chưa kìa. Kiếm xèo luôn á. Bước cửa bò lên em nè. Đúng rồi, bắn máu đi, bắn máu đi. Bắn mèo, em gì? Hết lại rồi. Ngủ à. Bắn mà bắn đâu. Rồi lại lụm lụm đạn luôn ta. Phải từ đầu ta không bắn á, mình phải là ta lụm rồi nói. Phải làm gì cũng nói được. Đúng đẹp mà. Sao vậy? Mấy chút gì nhà đâu, mấy chút gì nhà đâu. À, chú không? Cái gì đó? Chạy chạy đâu anh em ơi. Chết rồi bèo ơi, chết rồi bèo ơi, chết rồi, nghe rồi. Nhà bà đây nói gì? Nói đứng sau lưng nó bắn nghe không thấy. Nó bắn nặng nó này rồi, có thấy đâu. Là đi đuôi gì em thấy bác bảo
Cứu nè mày ơi. Đâu? Cái bên này ạ. Ừ. Còn đứa nó kệ chạy vô cứu cho nên mày ra. Còn thả dưới kia nữa. Cô đủ rồi. Hai báo. Thanks. Nó cứu rồi, nó chạy xuống cứu rồi kìa nè. Hết kèo rồi đó. Đi đây nè, mình đang vào đây. Help me! Help me! Không, thằng tốt bên kia kìa. Đeo không? Hai trái. Ba ba, lấy đi đụng đời. Double kill! Đâu? Không bắn nữa ta. Đâu cho nhà xe hả? Cứu chân bắn nữa nha. Sau lưng nhà xe này vào đây. Ai ai chân. Ai cái bên này. Cái cổ hết hồn. Thanks. Triple kill. Cục đá này vào đây.
Quadra kill. Đi đâu vậy? Dominating. Oh!